Mấy giờ rồi còn ngủ? Dậy ngay, đến giờ lên sóng rồi kia kìa. Đánh cho trận bây giờ chứ. Dạ vâng, em làm ngay đây ạ. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên channel Không Giới Hạn New. Thì mình vẫn là mình đây, mình là MC Rương Bách Thú thân thiết của các bạn đây. Giờ deadline thì cũng dí sát mông rồi, nên là chúng ta vào chương trình luôn cho nóng nhé. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là những loài động vật trong suốt của tự nhiên. Và còn chần chừ gì nữa, bắt đầu chương trình thôi nào. Này! Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1, cánh bướm thủy tinh. Loài bướm vô cùng độc đáo này được tìm thấy chủ yếu ở các khu vực Trung và Bắc của Nam Mỹ. Chúng sở hữu thân hình dài khoảng 3cm với sải cánh khoảng từ 5 cho đến 6cm. Bướm cánh thủy tinh không thích màu mè hoa lá nên sắm cho mình một bộ cánh trong suốt với các đường viền nâu sẫm pha lẫn đỏ hoặc cam. Đôi cánh này giúp chúng ngụy trang tránh những kẻ săn mồi rất là hiệu quả. Trên thực tế thì các loài bướm thường có các vảy nhỏ như là bột trên cánh để tạo nên màu sắc sặc sỡ cho chúng. Nhưng mà bướm cánh thủy tinh thì không có các vảy này nên là chúng mới trong suốt như vậy. Mặc dù trong đôi cánh rất là mỏng manh dễ nát, nhưng mà thực chất ý, thì đôi cánh đó nặng gấp 40 lần so với trọng lượng cơ thể của chính bướm. Và với một đôi cánh có độ nhận diện thương hiệu cao như thế này thì các bạn không cần phải là một dân chơi, nhìn một phát biết ngay bướm này là bướm gì. Ngoài việc sở hữu đôi cánh khác lạ, loài này còn thích tụ tập đàn đúm và thích di cư nay đây mai đó. Với kích thước nhỏ bé của mình, chúng có thể di chuyển đến 19 km mỗi ngày và tốc độ lên đến 13 km/h, có nghĩa là còn nhanh hơn bạn chạy bộ nữa. Bướm cánh thủy tinh di cư để thay đổi độ cao, điều này thường tạo ra sự khác biệt về mật độ dân số của các khu vực không đồng đều. Bướm trưởng thành thích ăn mật hoa và các loài hoa có độc, nghe có vẻ sai sai, nhưng mà thực ra cái gì cũng đều có lý do cả. Chim là kẻ thù số 1 của loài bướm này. Trong việc ngụy trang, bướm cánh thủy tinh chống lại kẻ thù bằng cách tiêu thụ chất độc có trong khẩu phần ăn. Điều đó khiến bướm trở thành món ăn có vị hôi và tạo cảm giác buồn nôn cho kẻ đi săn. Chính vì thế bướm có tỷ lệ sống sót cao hơn. Đến mùa giao phối, bướm đực sẽ tiết ra pheromone để thu hút con cái. Bên cạnh đó, những con đực còn tụ tập thành nhóm lớn rồi thể hiện bản lĩnh của bản thân nhằm lấy le với những con cái nữa mới ghê. Số 2. Cá mắt trống. Cá mắt trống, hay còn được gọi là cá ma quỷ, thường định cư ở các vùng biển nhiệt đới đến ôn đới trên khắp các đại dương. Chúng thích sống trong bóng tối, ở độ sâu từ 600 đến 800 mét so với mực nước biển. Cá mắt trống được biết đến vào năm 1939, nhưng mãi cho đến năm 2004, con người mới chứng minh được sự tồn tại của chúng. Loài cá này được trang bị những chiếc vây lớn, bằng phẳng, cho phép chúng duy trì sự bất động. Đặc điểm làm cho cá mắt trống trở nên độc đáo chính là cái đầu trong suốt của chúng. Các bạn có nhìn thấy hai cục màu xanh lọt thỏm ở phía trong không? Đó chính là cửa sổ tâm hồn đấy. Nhờ đôi mắt này mà chúng có thể dễ dàng đú chèn TikTok nhìn sang trái này. Đặc biệt, khi nhìn lên trên, chúng có thể nhìn xuyên qua cả da đầu của mình. Lúc này chúng có thể dễ dàng phát hiện bóng của con mồi giữa dòng người vội vàng lướt qua. À, còn hai cái lỗ ở phía trước đó không phải là mắt cá đâu nha. Đó là nơi mà những mùi vị của biển cả và cuộc đời qua lại với nhau. Nói đơn giản, đấy là lỗ mũi của chúng các bạn ạ. Số 3. Cá phẫu thuật trong suốt. Có thể các bạn chưa biết, vài năm trước thì hình ảnh chú cá trong suốt này đã làm chao đảo cộng đồng mạng. Mọi người thi nhau làm anh hùng bàn phím click chuột định giang sơn để chém gió xem đây là cá thật hay là hàng pha kè. Cuối cùng thì cuộc chiến online cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về phe cá thật. Đó là một em cá phẫu thuật chưa dậy thì với sở thích lộ hàng giống như bao loài ở trên. Mục đích duy nhất của nó là ngụy trang để né tránh kẻ thù. Khi trưởng thành, nó sẽ rũ bỏ trang phục này và khoác lên mình trang phục màu xanh lam và có thể dài tới 23cm. Loài cá này có vảy biến đổi trông giống như dao mổ và đó cũng là lý do chúng có cái tên là cá phẫu thuật. Chúng được trang bị những cái gai sắc nhọn nguy hiểm và có thể làm bị thương các bạn nếu như bạn cố tình vuốt ve chúng sai cách. Ngoài ra, cá phẫu thuật còn có một cái miệng chúng cha chúng chím với hàm răng nhỏ nhỏ giúp chúng thích nghi với việc ăn chay. Nếu như bạn nào đang xem video đến đây mà cảm thấy con cá này có cái gì đó nó cứ quen quen ý, thì cũng đúng thôi, vì đây là một thành viên trong gia đình Dory, nhân vật hoạt hình vô cùng nổi tiếng trong bộ phim Đi tìm Nemo. Loài cá phẫu thuật khoái cuộc sống FA và thường hổ báo cáo trồn với những kẻ đi vào địa bàn của chúng. Tạm biệt em cá phẫu thuật gây sóng gió cộng đồng mạng trong suốt thời gian vừa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật tiếp theo. Số 4. Cá da trơn thủy tinh. Đây là một trong những loài động vật có xương sống trong suốt đặc biệt nhất trên quả đất này. Các bạn có thể thấy rằng cơ thể chúng khỏa thân, đó là do chúng không có vảy và thiếu sắc tố ở phần thân. Điều này không chỉ khiến chúng trông cực kỳ ngầu mà còn giúp chúng ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi hiệu quả.
hầu hết các cơ quan của chúng đều nằm ở gần phần đầu. Nếu nhìn con cá này bằng kính lúp thì bạn có thể thấy tim của chúng đang đập loạn nhịp. Đặc biệt, khi mà có ánh sáng chiếu vào cơ thể thì chúng có thể tạo ra cầu vồng đủ màu sắc luôn. Có thể các bạn chưa biết, loài cá này còn nổi tiếng với vai trò là những vũ công trong bể cá cảnh. Những con cá này có thể học nhảy múa cùng với nhau và tạo nên một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc. Lúc này trông chúng chẳng khác gì những bộ xương đang ngoe nguẩy trong bể. Khi mới được đưa vào bể, chúng sẽ tỏ ra nhút nhát e thẹn như con dâu mới về nhà chồng. Nhưng mà sau vài tuần thì thú tính của chúng nó sẽ bộc lộ ra. Chúng tăng động bơi điên cuồng, mang năng lượng tích cực cho bể cá nhà bạn. Số 5. Thiên thần biển. Chỉ cần đọc qua cái tên thôi là các bạn đã có thể hình dung ra loài này như thế nào rồi đúng không? Loài này thực sự giống với những thiên thần tí hon, với dáng vẻ siêu cute phô mai que. Khi đang bơi, cơ thể chúng sẽ phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến chúng càng trở nên huyền bí hơn. Thiên thần biển có dạng sền sệt, cơ thể hầu như trong suốt và rất nhỏ. Theo như những thông tin mình chim lợn được, thì cái loài lớn nhất của chúng là Clywan limacina, dài khoảng 5cm. Chúng hoạt động ở khắp nơi trên trái đất, từ vùng cực cho đến những vùng nước ấm. Cánh và các phần dưới của chúng trong suốt để qua mắt những động vật ăn thịt. Thiên thần biển thường bắt nạt các loài bướm biển và biến chúng thành đồ ăn. Mặc dù thường di chuyển chậm chạp, đập cánh một hoặc hai lần mỗi giây, tuy nhiên chúng lại có khả năng bùng nổ tốc độ khi cần truy đuổi con mồi nhờ vào một cơ quan đặc biệt có tên gọi là Hack Speed. À nhầm, đây là Hack Speed trong game chứ không phải là khả năng của con này các bạn ạ. Bằng cách trèo đôi cánh của mình, thiên thần biển có thể bơi với tốc độ là 100 mm/giây. Tốc độ này nhanh gấp đôi con mồi của chúng là loài bướm biển. Chẳng cần nhanh quá làm gì, chỉ cần nhanh hơn con mồi của mình là đã không lo bị chết đói rồi. Loài này có chiến lược săn mồi theo sở thích. Một số con thích phục kích thì cứ ngồi chờ con mồi dâng tận miệng. Còn con nào thích hổ báo cáo trồn ý và hay tăng động hơn thì khoái đuổi theo con mồi của mình. À, có một điều rất là hay về loài này nữa nhé. Đó là tốc độ trao đổi chất của chúng có liên quan chặt chẽ đến tốc độ trao đổi chất của con mồi mà chính chúng săn được. Đấy, các bạn thấy nó hay không? Nghĩa là con nào trao đổi chất càng nhanh mà bị thiên thần biển ăn thì thiên thần biển cũng sẽ trao đổi chất nhanh như vậy luôn. À, xin chưa? Rồi, tạm thời bye bye thiên thần biển thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật tiếp theo. Số 6. Bọ biển trong suốt. Loài bọ biển này có danh pháp khoa học là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Loài này thích sinh hoạt ở độ sâu từ 150 cho đến 500 mét so với mực nước biển. Bọ biển là loài độc quyền của biển cả vì chúng sinh sống trong môi trường nước mặn. Chúng có họ hàng gần gũi với bọ chét cát và họ hàng xa tít mù tắc bắn đại bác không đến với tôm. Khi trưởng thành, con nào con nấy đều mập ú và tròn trùng trục. Dưới ống kính hiển vi, chúng ta có thể thấy rằng loài này có body nhiều múi giống với một số loài bọ khác trên cạn. Thêm vào đó thì chúng cũng sở hữu hai hàng chân dày đặc cùng với những móng vuốt sắc nhọn nên được ngư dân đặt cho biệt danh là bọ biển. Ngoài ra thì chúng còn được mệnh danh là xe tăng lội nước của biển cả nữa. Bọ biển sở hữu thân hình nhỏ bé và trong suốt. Ngoài ra chúng có đôi mắt to tròn không đụng hàng với ai, trông cứ như là cái nồi cơm điện úp lên đầu vậy. Cấu tạo mắt của chúng khá là đặc biệt với 32 võng mạc và một nửa trong số đó giúp chúng nhìn rõ nét mọi thứ trong bóng tối. Đôi mắt kép của chúng có chứa nhiều cơ quan thụ cảm ánh sáng. Số lượng có thể lên đến hàng chục nghìn luôn. Mỗi cơ quan trong số đó có vai trò ghi lại hình ảnh của một phần cảnh vật xung quanh. Sau đó thì bộ não sẽ chơi trò ráp hình để ghép tất cả lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Số 7. Cá biển Sapa. Đây là cá biển Sapa các bạn nhé, chứ không phải là cá biển Sapa đâu. Sapa của nước ta chắc là chỉ có cá hồi thôi các bạn ạ. Hiện nay có tới hơn 70 loài cá Sapa đang được ghi nhận với đủ kích thước và hình dáng khác nhau. Những con thì nhỏ tí ti cũng có, mà những con lớn bằng cả gang tay người lớn thì cũng có. Cá Sapa có vòng đời phức tạp. Tuy nhiên, dù cuộc sống có lên cho hay là xuống vói thì chúng cũng không hề thay đổi thân hình trong suốt của mình. Bọn này khoái sống ở những vùng biển lạnh và thường liên kết thành một chuỗi dài hoặc sống đơn lẻ tùy theo từng chu kỳ. Món ăn yêu thích của loài này là những sinh vật phù du. Cá Sapa di chuyển bằng cách hút nước ở phía trước và đẩy ra phía sau tạo lực đẩy phản lực. Đây cũng là một trong những minh chứng tốt nhất về lực đẩy phản lực trong thế giới động vật. Cá Sapa là một loài phát triển cực kỳ nhanh. Điều tạo nên sự bành trướng lãnh thổ của loài này đó chính là cách chúng phản ứng với sự bùng nổ dân số của thực vật phù du. Khi thực vật phù du sinh đẻ vỡ kế hoạch sẽ tạo ra nguồn thức ăn dồi dào. Lúc này cá Sapa không ngừng đánh chén và phát triển với tốc độ chóng mặt, nhanh tới mức khiến cho các loài động vật đa bào khác phải hít khói. Tuy nhiên, nếu thực vật phù du quá đông và hung hãn thì cá Sapa có thể bị tắc nghẽn và bị chìm xuống dưới đáy. Trong những đợt sinh vật phù du bùng phát, các bãi biển trở nên nhầy nhụa do cơ thể của loài Sapa tạo ra. Có một điều thú vị nữa đó là các loài cá nhỏ có thể bơi ngay bên trong Sapa.
Và chúng tự nhiên như ruồi khi sử dụng lớp màng của cá sao pa để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Khôn như mấy con này thì quê mình bị xích hết rồi các bạn ạ. Và những thông tin cuối cùng về loài cá sao pa cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như các bạn vẫn yêu thích chương trình như mọi lần, đừng quên để lại một like, chia sẻ video với người thân bạn bè và subscribe channel Không Giới Hạn News để đón xem những video hay ho hơn mỗi ngày. Chúng mình sẽ sớm trở lại vào khung giờ khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.